Hello, MG xin phép được kính chào tất cả các bác. Vâng, rất vui khi được quay trở lại với phiên video lên sóng ngày hôm nay các bác nhé. Trong phiên video ngày hôm nay em lên những cái mẫu kính mới về và cũng như là những cái chiếc những cái đồ trang sức hàng mới về ngày hôm nay các bác nhé. Thì trong sản phẩm đồng hồ ngày hôm nay thì cũng trong lúc chờ đợi sản phẩm đồng hồ về, em vẫn gà lên kèm một số mẫu hàng cũ, một số mẫu hàng mới về để phục vụ tất cả các bác cùng chơi nhé. Còn sắp tới sẽ về rất rất nhiều đồng hồ mới để phục vụ tất cả các bác chơi chiếc đồng hồ cơ cổ, những chiếc đồng hồ đời mới Thụy Sĩ đầy đủ hết các bác nhé. Thì hôm video ngày hôm nay em lên những các mẫu kính mới về thôi. Các bác nhớ đăng ký kênh và ủng hộ kênh cho bên em nhé, và nhớ đừng quên kết bạn Zalo để được tư vấn và cũng như là để các bác xem ảnh chi tiết các sản phẩm trong buổi video ngày hôm nay các bác nhé. Thì hôm nay các cái số đồng hồ này em sẽ bán những cái giá rất tốt cho các bác cùng chơi nhé, bán rất tốt luôn, để như kiểu là sale để chờ hàng mới về các bác. Rồi các bác theo dõi nhé. Em sẽ đi đến những chiếc kính đầu tiên. Em lên mã đầu tiên sẽ là mã số 42 các bác nhé. Với cái mẫu kính này thì bên em chưa lắp mắt đâu, thì hàng mới về nóng sốt em chưa lắp mắt. Thì khi mà các bác chốt, một là em đi lắp mắt cho các bác bao tiền các bác sẽ trả, hai là các bác về tự lắp mắt nhá. Đó, chiếc này rất là đẹp luôn. Các bác chờ em 1 phút 3 giây, em lau qua một chút xíu thôi để cho nó sáng bóng cái chiếc kính ngày hôm nay. Một chiếc kính hàng của Pháp các bác nhá. Các bác có thể nhìn đây, Made in Pháp này, được chưa? Mang thương hiệu Henri Julien Baron. Chiếc này được bọc vàng các bác nhá, với tỷ lệ bọc vàng đang là 20 phần nghìn các bác ạ. Đây, lamin này, lamin le này, bọc vàng 20 phần nghìn. Đó, có tỷ lệ vàng các bác nhá, rất là đẹp luôn các bác. Để cái chuôi này bẩn thôi, các bác thích em vệ sinh cho, còn mắt thì các bác về tự lắp nhá. Với cái thiết kế kiểu dáng này thì các bác về tự lắp mắt này, cận viễn não này hoặc dâm cũng đẹp luôn. Đó, nếu mà các bác tuần này các bác chưa chốt thì em sẽ lắp mắt, sẽ lên lại tuần sau, được chưa? Phục vụ tất cả các bác cùng chơi. Và lắp mắt sẽ có giá lắp mắt, và chưa lắp mắt sẽ có giá chưa lắp mắt các bác nhá. Thì chiếc kính mã số 42 ngày hôm nay đang có size kính đang là 143 144 các bác này. Size cũng khá là đẹp luôn các bác ạ, size rất là đẹp luôn. Thì khi mà các bác chốt em sẽ vệ sinh đen lại cho các bác cái này nhá. Em sẽ vệ sinh cái này chỉ là do lâu ngày két bẩn thôi, được chưa ạ? Đó, tình trạng hàng nguyên zin nguyên mộc này, một chiếc cọng kính này, Baron này, lamin này, bọc vàng này. Cầu kính đang là 19 các bác nhá, ngang kính đang là 143. Một size kính quá là lý tưởng luôn. Julien, made in France. Henri Julien. Em để các bác cùng chơi chiếc này nhá, 900.000. 900.000 chiếc kính bọc vàng ngày hôm nay thôi. Đó, phiên sau có lắp mắt vào, bên em chỉ bán lên đến 1.2 thôi. Bởi vì đi lắp mắt cũng đã tầm 350 rồi. 300 350. Tùy độ mắt đẹp, cái mắt 5-700, 1 triệu cũng có. Nhưng mà bên em làm thương mại, bên em chỉ lắp những cái mắt tốt, nó tốt nhất trong các loại mắt tốt là dòng ấy. Còn mắt mà tầm 5-700, 1 triệu đều toàn mắt thuốc các bác nhá, mắt kính thuốc, mắt viễn độ não đấy. Còn những các cái mắt mà mắt dâm, mắt không độ chỉ loanh quanh tầm 200-400 thôi, thì cũng là phục vụ các bác thôi. Và các bác có nhu cầu thì em đi cắt hộ các bác. Còn không, các bác về tự cắt mắt ra tiệm cắt mắt gần nhất của các bác để các bác làm nhá, thì sẽ là được theo ý của các bác hơn, được chưa ạ? Mã số 42 để các bác là 900.000 thôi, mở hàng đầu like ngày hôm nay 900.000 đồng, được chưa ạ? Một chiếc kính của Pháp bọc vàng tuyệt vời luôn. Tiếp tục em lên các bác một chiếc kính tiếp theo này, một chiếc kính mang thương hiệu rất chi là mạnh mẽ, rất chi là xịn sò luôn. Nhưng mà chiếc này không phải hàng xịn đâu các bác ơi, chiếc này nó chỉ hàng replica thôi, nhưng mà thôi gọi là hàng siêu cấp rồi. Cartier này, một thương hiệu rất chi là mạnh mẽ luôn. Đó, chiếc này thì hàng là hàng rep thôi các bác nhá. Lưu ý cho em nó hàng rep. Đó, hàng như thế nào bên em nói luôn tình trạng đó. Sắp tới em về một chiếc hàng này hàng ao tuyệt vời luôn, giá không hề rẻ các bác ơi. Size ngang kính đang là 130 các bác nhá, ngang kính đang là 130. Đó, một chiếc kính này để các bác đeo thư sinh, đeo công sở văn phòng, các bác về đeo không độ, để nguyên cái chữ này hoặc để tẩy đi cũng được. Hoặc các bác có thể đeo lắp mắt cận thì trên cả tuyệt vời rồi. Với thương hiệu Cartier, một thương hiệu cực kỳ là sang trọng rồi.
mắt kính đang là trang bị một cặp mắt kính chống tia UV, chống cực tím các bác nhé. Chiếc này bên em đang giao lưu với giá để các bác cùng chơi nhé. 1.200.000 các bác ạ, 1.200.000 lên cho mình mã số 43 nhé, mã số 43, 1.200.000, hàng siêu đẹp luôn, bao mạ vàng cho các bác luôn, được chưa ạ? Bao bền luôn, bao bền luôn cho tất cả các bác sử dụng. 1.200.000 đồng Cartier với tỷ lệ rep 1:1, có tỷ lệ mạ vàng rất là bền bỉ luôn. Mắt to nhỏ thì các bác về tự cắt mắt to nhỏ, còn không thì các bác để nguyên mắt này các bác đeo không độ nhé. Mã số 43. Một triệu 200k, quá đẹp luôn. Tiếp tục mã số 44 các bác ơi. Mã số 44 ngày hôm nay em đang bác một chiếc kính của Đức nha các bác nhé. Một chiếc kính của Đức trong tầm giá rẻ, made in Z Mali, kính Đức giá rẻ, được chưa ạ? Bên này không chuyện gì đó, chắc là chỉ là một chiếc kính thương mại của Đức thôi, còn tên thương hiệu, tên hãng thì khi mà các hãng, các thương hiệu họ mua form, họ mua khung này thì họ về họ mới bán thương hiệu nhá. Nói chung là rất là rẻ lắm các bác ạ. Để các bác chiếc kính này giá chỉ có 600.000 thôi, 600.000 thôi. Gọng thép trắng các bác nhá, gọng thép trắng vân trong nhựa, mắt kính thế này, mắt kính mica, mắt kính thủy tinh các bác ạ, mắt kính thủy tinh luôn, mắt kính thủy tinh mã số 44, 600.000 nha các bác nhé. Một chiếc kính của Đức size ngang 140 nha các bác nhé. Một mẫu kính của Đức mã số 44 giúp em. Một chiếc kính rất là hợp lý luôn, các bác đeo mắt dâm, đang trang bị sẵn một cặp mắt dâm rồi. Cặp mắt này là cặp mắt sáng trong, sáng trong, các bác có thể đi đêm được. Đây các bác có thể nhìn này, nhìn rất rõ ràng luôn, có thể đi đêm được nha các bác nhé. Mã số 44 để các bác cùng chơi, giá chỉ có 600.000 thôi, được chưa ạ? Tiếp tục mã số 45 các bác ơi. Mã số 45, một chiếc kính của Đức tiếp theo này các bác này. Lau qua cho nó đẹp, mình phải lưng lưu. Một chiếc kính của Đức tiếp theo mang thương hiệu Rosentok, Manunel. Đây các bác ơi, made in Z Mali này các bác này. Các bác này, đây là một chiếc kính bọc vàng nhé, các bác có thể nhìn thấy đây. Nó zoom nhẹ một chút xíu đây, nó có tỷ lệ bọc vàng khá là dày đấy các bác ạ. Các bác cứ đeo kính núp vào các bác sẽ nhìn thấy nhá. Đây, nó bị zoom nhẹ một chút xíu đây. Nó có hiển thị là lộ cốt bên trong và có lớp bọc vàng ở trên rất là dày. Còn tỷ lệ em không thấy ghi tỷ lệ ở đây cả. Nói chung có những chiếc kính ghi và có những chiếc kính họ không ghi. Cầu kính đang là 16 các bác nhá. Một chiếc kính Rosentok của Đức tổng thể còn đẹp lên đến hơn 90%. Nó chỉ bị zoom nhẹ một chút xíu góc đấy thôi. Zoom nhẹ chút xíu góc này thôi. Nếu mà nó không zoom thì em cũng chỉ nghĩ nó là mạ vàng thôi. Đây nó lại zoom nhẹ một chút xíu đây. Nó chóc một chút xíu xíu ở đây. Em mới biết nó là bọc vàng các bác ạ. Nó có tỷ lệ vàng rất dày luôn. Made in Z Mali. Với size ngang kính hiện tại đang là 133 các bác nhá, 133 này. Size kính là 133, đúng size cũng rất là ok luôn. Đó, kính cơn thì là kính cơn Mỹ là 135, chiếc này 133 cũng rất là ok rồi. Đó, các bác có thể đeo đi ban ngày trời nắng này, rất là đẹp luôn. Em lên các bác một cặp mắt cực đẹp luôn. Cặp mắt màu nâu trà rất đẹp luôn các bác ạ. Đó, lên các bác một cặp mắt rồi, mới tinh. Tổng thể gọng còn đẹp lên đến 95%. Rosentok đến từ Đức, một thương hiệu rất chi là quen thuộc với tất cả các bác chơi chiếc kính Đức. Chui kính đang là 135, ve vùng còn zin nguyên bản luôn, được chưa ạ? Em để các bác cùng chơi chiếc kính này nhá. 1.800.000 thôi các bác ạ, 1.800.000 nhá, mã số 45. Một triệu 800.000 đồng lên cho em mã số 45 nha các bác nhé. Tổng thể zin nguyên bản, zin còn đẹp, mắt kính không tính nha các bác nhé. Nói chung là gọi là những chiếc kính hàng thùng, những chiếc kính hàng si cổ này thì
thật sự các bác là các cái mắt họ phải thay hết rồi, nó lên đến 55, 65, rồi 45, 35, các cái mắt kính này, mắt meca này chắc chắn sẽ phải bị xước hoặc bị vỡ, được chưa? Cho nên là các bác mua kính cũ thì các bác chỉ quan tâm đến cái gọng kính còn đẹp hay không thôi. Mua kính thì xem gọng. Chiếc này thì làm chiếc kính gọng còn đẹp. Mã số 45, 1.800.000 đồng. Tiếp tục mã số 46 các bác nhé. Em đây các bác một chiếc kính này, một mẫu kính Ray-Ban này. Mắt này em lại đeo có thế có tí độ các bác ạ. Em đeo có tí độ chắc khoảng tầm 0,5 độ thôi. Không biết là độ viễn hay độ cận. Đó, mắt này mắt thay rồi. Một chiếc kính Ray-Ban chính hãng các bác nhá. Hàng của Ý xịn sò luôn. RB3179 này các bác check thoải mái. Toba size 63, cầu kính nhân là 15 nhá các bác nhá. Dây băng này, gọng thép nha các bác nhá, chiếc này gọng thép. Đó, dây băng made in Italy. Đó, chiếc này hàng của Ý xịn sò, chất lượng. Đây các bác này, họ thiết kế ôm này như kiểu là xe để chạy xe đạp các bác ạ, để chạy xe đạp ý. Để đi xe đạp, đi xe máy các bác nhá, hay gọi là kính thể thao. Thì các bác có thể về cắt cặp mắt khác nhé, hoặc bác nào đang trong khoảng 0,5 độ, các bác có thể đeo chiếc này đi ban đêm thoải mái luôn. Mắt này mắt đi đêm được đấy các bác, em thấy có độ sáng. Đeo vào đêm có độ sáng nhưng mà em thấy có hơi có độ một chút xíu, chắc khoảng tầm 0,5 độ thôi. RB hàng Ý xịn luôn, hàng chính hãng luôn các bác ơi. Tiếp tục để các bác một chiếc kính chính hãng giá rẻ này, xe ngang đang là 135 này. Đó, chính hãng giá rẻ, gọng thì gọng thép, nó chắc chắn khỏe khoắn cũng như là zin xịn đẹp. Tiếp tục mã số 46 nhá. Em để các bác giá vẫn không đổi, 1.800.000 đồng. 1.800.000 cho chiếc kính chính hãng mang thương hiệu Ray-Ban. Hôm nay em lên thì các bác 3 mẫu dây băng để các bác cùng trải nghiệm nhé. Cùng trải nghiệm 3 mẫu dây băng, hàng xịn, hàng rep cũng có. Rồi em sẽ lên phục vụ các bác này. Mã số 46 các bác ơi. Bác nào đang đi thể dục thể thao các bác có thể chốt em này. Đạp xe đạp, đi xe máy rất chi là tuyệt vời luôn. Với thiết kế ôm, bao tròn, bo góc, uốn cong, lượn sóng đầy đủ hết. Dạ. Rồi để các bác là 1.800.000 đồng mã số 46, gọng thép trắng. Đây tiếp tục em sẽ phát một chiếc kính chính hãng nữa, một chiếc kính Ray-Ban. Tiếp theo. Đó, nói chung là giá dây băng thì bây giờ là giá là quá dễ chơi rồi. Không những dễ chơi mà không những là nó là thông dụng rồi. Các bác chờ em lau chùi một chút xíu với chiếc siêu phẩm này. Rồi các bác ơi, em nên các bác một chiếc kính Ray-Ban của Mỹ nhé các bác nhé. Một chiếc kính Ray-Ban của Mỹ được sản xuất những năm thập niên 1980. Đó đây các bác ơi, mắt kính zin này không tránh được các cái vết như này. Đó, nhiều bác cầu kỳ, nhiều bác kỹ tính, bỏ luôn cái mắt này đi tự nhiên mất zin luôn. Đó, nhưng mà khi mà đeo vào sẽ không ảnh hưởng đến tầm nhìn của các bác luôn. Đó các bác ơi, đấy nó sức ở góc này thôi, còn đây thì là tâm mắt này ở đây. Bên này cũng vậy, bên này thì còn đẹp hơn. Đó, hàng 80 mà còn đẹp như này. 80 còn zin như này, hộp cũng zin luôn. Được chưa ạ? Hộp cũng zin luôn, đã thế lại còn hàng 3 cầu này các bác này. Rất phê luôn các bác ơi. Một chiếc kính của Mỹ. Đây, BL Ray-Ban USA đây. Chiếc này chắc size 58. Để em nhìn kỹ hơn này. Đúng rồi, 58 các bác ơi. 58-14 nha các bác nhá. Đó đây này các bác này, chuyện đây nhá, 5814 Ray-Ban RB à, BL chứ các bác, BL RB là Ý, BL là Mỹ. Đó, BL RB đấy, các bác có phân biệt là BL sẽ là hàng Mỹ, còn RB sẽ là hàng Ý, được chưa? BL Ray-Ban USA, chuyện trong chuyện ngoài, chuyện trên chuyện dưới. BL Ray-Ban USA size 58 cầu 16 các bác nhá, à cầu 14, 5814. Đó, một chiếc kính dây băng còn rất rất đẹp luôn. Tỷ lệ còn đẹp lên đến trong khoảng tầm 85% cho đến 90%. Cặp mắt thì zin thôi rồi luôn, cặp mắt thì rất quý luôn các bác nhá. Cặp mắt này các bác có thể đi đêm được. Đó, đi đêm được các bác ơi. Đi đêm được luôn. Em để đi đêm suốt. Chả giấu thì các bác nó cũng là hàng đẹp. Em cũng nôi ra em đeo.
đeo chơi chơi, vừa đeo vừa giao lưu cùng tất cả các bác. À, nhiều kính mà chỉ thích mỗi kính này thôi, bởi vì đi được ban đêm, đi được ban tối. Đó, chui chiếc ve viết nguyên zin nguyên bản hết các bác nhé. Đây, BL đây, được chưa ạ? Ba cầu, hàng ba cầu lâu là rất là phê luôn. Hộp cũng hộp của Mỹ luôn các bác này, hộp của Mỹ nhé. Còn có đúng đời hay không thì cũng hên xui thôi các bạn, nhưng mà là hộp xịn. Đó, em để các bác cùng chơi chiếc kính này nhé. Size 58 à, size 58 sẽ là ngang kính, sẽ là 135, ngang kính đang là 135 nha các bác nhé. Em để các bác cùng chơi chiếc này, bên em giao lưu giá 2.800.000 các bác ạ. 2.800.000 nhá. Một chiếc kính Ray-Ban 3 cầu. Còn các hàng 2 cầu, hàng 2 cầu bên em đã bán khoảng tầm 2.000.000, 2.500.000 rồi, trong khoảng đó rồi. Chứ cái chiếc này còn đẹp và zin không các bác nhá. Thông số rõ ràng, cẩn thận. Các bác đi đêm thoải mái, được chưa ạ? Không biết có đổi màu hay không, ban ngày có đổi màu hay không, nhưng mà em thấy đi đêm được. Và ban ngày ban đêm em thấy đeo rất là sáng, ban ngày em thấy đeo cũng khá là râm. Khả năng đổi màu đấy ạ, nhưng mà em không dám chắc đâu các bác nhá. Em chỉ bán các bác hiện trạng nguyên kính này, zin nguyên bản này, BL này. BL này, Ray Ban này, mắt zin. Chiếc này thì bao zin các bác 100%, 2.800.000 đồng. Lên cho mình mã số 41. 2.800.000 mã số 41 cho các bác nhá. Quá đẹp luôn. Đó, mắt kính chỉ bị xước nhẹ em một chút xíu đây thôi. Không ảnh hưởng đến tầm nhìn tầm mắt của các bác đâu ạ. Size 58, cầu kính là 14. Đó. Tiếp tục lên qua một chiếc mã số 40. Chiếc kính cổ các bác nhá. Chiếc này chiếc kính cổ này. Còn nguyên cả cái bao luôn các bác ạ. Em lên các bác một chiếc kính cũng thuộc họ nhà Zone các bác này. Đó, một chiếc kính Surico. Suron, một chiếc kính Suron. Chắc hàng của Pháp, hàng của Mỹ các bác ạ. Hàng của Mỹ. Ve thì ve sừng, ve đá, ve sừng các bác hay gọi là ve đá đấy ạ. Còn ve là ve sừng các bác nhá. Thiết kế kiểu chém cạnh. Chém cạnh này, chém. Vát, được chưa ạ? Một chiếc kính cổ được sản xuất năm 1950. Cực cổ rồi các bác ạ. Các bác về thay cả mắt khác nhá. Thay cả mắt, khoảng cả mắt cận viễn não hay là cả mắt dâm thì bao ngầu luôn. Đó, xe ngang 120. Ngoài 120 ra nó còn to khỏe, chắc chắn, đẹp đẽ nhá. Được chưa ạ? Ve đá càng chu. Các bác gọi ve đá cũng đúng, mà gọi ve sừng cũng được. Nói chung là nó là như nhau thôi. Hoa văn triện khắp nơi, triện các ngõ ngách, triện các chỗ luôn. Được chưa ạ? Mắt kính lục giác. Để các bác mắt kính bát giác, để các bác cùng chơi chiếc kính này nhá. 1.800.000 các bác ạ. 1.800.000 đồng nha các bác nhá. Một chiếc kính của Mỹ, đẹp tuyệt vời luôn. Gọng kính bọc vàng, được sản xuất năm thần lên 1950. Được chưa ạ? Những năm 50 mà còn giữ gìn như này. Cái hộp không có thể uy tín được các bạn. Nó lên cho em mã số 40 nhá, mã số 40. Đấy, gọn gàng, nhẹ nhàng, chắc chắn. 1.800.000 đồng. Lên cho em mã số 40. Bao da tây luôn. Một triệu tám nha các bác nhá. Đây các bác ơi, lên tiếp tục các bác một chiếc kính Ray-Ban cuối cùng này. Để các bác cho các bác xem này, mã số 12 nhá. Một chiếc kính Ray-Ban đời mới. Đó, hay gọi là bản replica đấy. Tiếp tục lại lên các bác một chiếc bản Z nhá, để các bác cùng lựa chọn và cùng tham khảo này. Đó, đây các bác ơi, để các bác cùng coi cái gì đây. Một chiếc kính xịn và một chiếc kính replica. Các bác thích chọn ngày nào được, nói chung là có tất cả các tầm lựa chọn cho các bác chọn. Nhạc gì em nhảy, hàng gì em cũng chơi. Nói chung là mình phục vụ mà, mình làm dâu trong họ, phục vụ cho các bác chơi chiếc kính, chiếc đồng hồ. Nhưng mà các bác sẽ đổi lại, các bác sẽ được những cái lời tư vấn chân thật của em. Nó xịn bảo xịn thôi, fake bảo fake thôi, mình không thể mình nói linh tinh được. Đây, các bác nhìn cái tỷ lệ này, làm này, Ray-Ban này, 6214 này. Đây, phúc xốp này, vạn phúc xốp à. Bromax này, RB Bromax này. Đó, giá họ đang bán là 1.250.000 này.
Size 62 các bác nhá. Cầu như kiểu cầu đồi mồi ấy. Vân như kiểu vân đồi mồi luôn. Đó, để em để các bác chiếc này là 800 nghìn thôi. Để các bác 800 nghìn thôi. Đó, giá tại shop họ đang bán 1 triệu 2 mấy chục kìa. Để các bác 800. Được chưa ạ? Size kính đang là 140. Nghe kính 140 các bác nhá. Nói chung là cái tỷ lệ họ replica này cũng tỷ lệ rất là bền này các bác ạ. Rất tốt luôn. Thì các bác đeo kiểu chơi chơi rất là ok các bác ạ. Đây là bẩn thôi các bác nhá. Đó. Đeo chơi chơi, đeo tránh mưa, tránh bụi, tránh bụi tránh nắng vẫn là ok. Cũng là một phiên bản replica, phiên bản cũng rất chi là chất lượng luôn. Size 62 đeo cực ngầu luôn. Tỷ lệ dép như xịn luôn. Được chưa ạ? Để các bác là 800 nghìn nha các bác nhá. 800 nghìn đồng. RB Pro Max Vạn Phúc Shop à. Đó, mua được thanh lý thì ép được giá thì bán cho các bác cộng cốc cà phê thôi. Được chưa? Cho các bác chơi chơi. Các bác thích chơi hình chính hãng cũng được, mà thích chơi hàng xịn hay hàng replica này cũng ok. Nói chung là tỷ lệ bọc mạ vàng của các cái chiếc kính này cũng rất tốt mà. Mã số 12 nha các bác nhá. Mắt kính cũng là mắt kính loại tốt này. Cũng tráng UV, tráng cực tím này. Mắt kính và mắt kính thủy tinh này. Chuôi kiểu thiết kế đồi mồi, cầu kính thiết kế kiểu đồi mồi. Mã số 12 nha các bác nhá. 800 nghìn đồng thôi ạ. Rồi tiếp tục quay trở lại với anh xin phép đồng hồ lên cuối cùng nhá. Đồng hồ lên cuối cùng nhá, bởi vì là đồng hồ hôm nay là những các cái mẫu cũ thôi. Lên lại các bác cùng chơi thôi. Thì sẽ lên một số trang sức trước đi ạ. Lau qua thôi đẹp đi các bác ơi. Một chiếc khăn lau vàng uy tín của em luôn. Đó, hàng để hàng vàng bạc để lâu là nó xỉn mà các bác. Cho nên phải có cái khăn lau. Em lấy các bác một chiếc nhẫn này. Một chiếc nhẫn này. Bốn ông hổ đang ôm nhẫn này. À, như kiểu là trầu ngọc đấy các bạn. Bốn ông hổ luôn nhá, bác nào tuổi hổ nhá. Bác nào tuổi dần này, có thể chơi em này. Có thể chơi em nhẫn đá đỏ này nhá các bác. Đá này đá tự nhiên các bác nhá, đá tự nhiên thiên nhiên. Em không biết là đá gì nhưng em test độ cứng lên rất cao luôn. Độ cứng lên đến 8 cơ. Độ cứng lên 8. Biết phải sapphire không nữa. Test độ cứng lắm các bác ạ. Nó sai nhẫn đang là 19 các bác nhá, sai nhẫn là 19 với viên đá siêu to khổng lồ này các bác này. Đó, viên đá lên 15 cơ. Được kính là 15 nhá. Có thêm bốn ông hổ. Bốn ông hổ đang khiêng đá, khênh đá, khiêng đá. Thiết kế rất hay, độc đáo, đẹp mắt lạ lẫm. Để các bác cùng chơi, giá chỉ có 1.200.000 thôi. 1.200.000 thôi. Một giá 1.200.000 các bác mua được viên đá này thôi. Thật sự các bác, đá tự nhiên, đá thiên nhiên đấy các bác nhá. Giá bạc không tính, giá bạc cũng rẻ mà các bác. Nguyên cái công đổ 3D của chiếc nhẫn này cũng mấy trăm nghìn rồi. Cộng thêm viên đá, cộng thêm chiếc nhẫn. Được chưa ạ? 1.200.000 các bác lên cho em mã số nhẫn đồng hồ đi ạ. Bác là tuổi dần, có thể chốt. Quá tốt luôn. Đó, bản 18 ly các bác nhá, bản 18 ly. Viên đá sẽ là 15 ly. Được kính 15. Lắp thánh luôn các bác ạ. Bảo hành các bác sẽ đá tự nhiên nhá, nói không với đá nhân tạo với chiếc nhẫn này. Được chưa ạ? Còn đá gì thì các bác hên xui các bác ạ. Đá có nhiều loại đá, rất là nhiều tên gọi. Nói chung là mình không chuyên, mình cũng không thể biết được nữa. Phải đi thẩm kiểm định cơ. Nhưng mà em test độ cứng lên là độ cứng 8 cơ. Cho nên các bác yên tâm, nó là tự nhiên. Bốn ông hổ chất liệu bằng bạc. Đó, để các bác cùng chơi nhá. 1.200.000 đồng. Nên cho em mã số nhẫn bạc. Tiếp tục. Em đây các bác một mặt ngà các bác nhá, một mặt ngà này. Với đường kính hiện tại đang là 44. Đấy các bác này, các bác nhìn này để không nó lên xỉn này. Bạc mà các bác. Các bác chờ em đau khoảng chút xíu nhá. Đây các bác ơi.
lau cái nó sáng bóng ngay đó các bác nhé. Xung quanh được ốp bạc hay gọi là viền bạc để giữ quả mặt ngà này, đây các bác này, hình ông rồng này, nhả ngọc này, nó nhả ngọc hay trầu ngọc cũng được, tùy cách gọi của các bác thôi, nhưng mà thiết kế rất bay luôn các bác nhá, đục đẽo rất bay luôn, đục bằng tay luôn các bác ạ. Đó, các bác nhìn em thấy vân này như kiểu vân đục tay ấy, còn nhiều khi đục máy nó sẽ có độ sắc nét, còn đục tay nó sẽ có độ có hồn đó, đục máy nó sẽ kiểu dọc khuôn rồi, còn đục tay lúc nào nó có cái có hồn cái khác. Bản ngà này là bản dày bản 10 các bác nhé, bản 10 dày 10 ly đấy ạ. Đây các bác này, size 44, các bác về làm mặt dây chuyền nhé, về các bác kết hợp thêm một quả dây chuyền nữa các bác đeo này. Bác nào tuổi rồng hoặc các bác nào thích rồng đeo có thể chơi em mặt ngà này đó, để các bác giá chỉ 1.800.000 thôi các bác nhé, 1.800.000 một mẫu ngà cổ. Đây vân viết này, 1.800.000 nên cho em mã số mặt ngà. Chất liệu bằng ngà voi cộng thêm bạc bên ngoài nữa, để các bác 1.800.000 đồng. Một triệu tám các bác nhé. Rồi tiếp tục em lên các bác một siêu phẩm này, lên các bác một chiếc nhẫn siêu phẩm nhé. Zoom gần các bác ơi, các bác thấy rực rỡ chưa? Một chiếc nhẫn nữ siêu phẩm nhé. Các bác thấy lấp lánh chưa? Trời đất ơi, nó phun kim cương các bác ạ, nó phun kim cương luôn. Đó các bác thấy chưa, một chiếc nhẫn nữ vàng 18k đấy, các bác nhìn chữ 18k vàng ngoại luôn các bác nhé, hàng ngoại đấy ạ. Em đếm là xem các bác này, đếm cho các bác nhá, 1 2 3 4 này, 44 là 8 này, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 viên kim cương. Với cái độ ly thì em cũng không dám chắc, nhưng chắc thì độ ly ly này là kim này, không phải kim cám nữa các bác. Đây có thể hai hàng bên này có thể là cám này, nhưng mà cám cũng có giá của cám, cũng phải vài trăm nghìn một viên. Em tính đơn giản 19 viên kim này cũng phải tầm 1 triệu một viên, cũng phải tầm 19 triệu rồi. Còn vàng chưa tính, trọng lượng vàng cũng đâu đó liên quanh tầm trên dưới chỉ. Đó, trọng lượng vàng 18k nha các bác nhá. Kim cương em sẽ bao kiểm định cho các bác. Chiếc này thì em hàng mới về em chưa kiểm định, có thích em sẽ đi kiểm định cho các bác, ra giấy kiểm định cho các bác luôn. Đây hàng em vừa mua vừa đấu bên nước ngoài về. Đó. Đây ray rewelding này, diamond 1 CT này, yellow à, được chưa? Diamond 1 CT. Nó tính rẻ, em chỉ cần tính rẻ là 1 triệu một viên thôi, nó cũng đã là 19 triệu rồi. Được chưa? Chỉ cần tính rẻ thôi, tiền công này, hàng đấu lúc ngoài mua lúc ngoài về, cho nên các bác yên tâm. Một chiếc nhẫn full kim cương, chất liệu vàng 18k, xung quanh đều là kim cương hết các bác nhá. Đẹp lắm, các bác mua về tặng các bác gái thì trên còn tuyệt vời luôn này. Đó, để các bác này. Thôi thì 19 viên để các bác là 19 triệu. Các bác quan tâm lên cho em mã số ở nhận nữ nhá. Là các bác cứ tham khảo thôi. Nói chung là hàng về thì bên em cứ lên sóng phụ các bác, biết đâu bất ngờ bác nào lại chuẩn bị sinh nhật vợ lại làm cái tặng sổi phun kim cương. Nhưng mà khi mà các bác chốt nhá, em sẽ ra giấy cho các bác, được chưa ạ? Sẽ ra giấy kim cương cho các bác, ra giấy kiểm định cho các bác, để các bác tự tin hơn tặng vợ, đó, tặng vợ tự tin hơn làm chiếc nhẫn phun kim cương. Có giấy kiểm định kim cương tại Việt Nam cho các bác, được chưa ạ? Khi mà tặng một chiếc nhẫn nó có cái giấy bảo hành, nó có cái giấy xác nhận thì nó vẫn là tự tin và uy tín hơn. Đó, chiếc này thì em hàng mới về em chưa lên kiểm định được, chưa ra giấy được thì em lên sóng luôn. Các bác cứ chốt em sẽ đi làm kiểm định cho các bác, được chưa ạ?
19 triệu, 19 viên thì 19 triệu. Tiền vàng coi như không tính các bạn. Đó. Vàng 18K, chỗ này em tính đơn giản chỉ vàng tầm 4 triệu, 5 triệu rồi. Nói chung là mua đấu giá được cái giá tốt thì bán cho các bác giá tốt thôi. Rồi các bác cứ tham khảo và alo em nhá. Đó, tiếp tục à quên chưa đo sai nhẫn. Nhẫn nữ mà các bác, trong 17 thôi. Đó, 16,5. 16,5 các bác nhá. Nhẫn vẫn có thể long ra được nhưng mà theo em là các bác gái là với cái size này là size là vừa luôn đấy. Đó. 19 triệu các bác nhá, tiếp tục. Em đây các bác một chiếc nhẫn nữa này. Một chiếc nhẫn ngày hôm nay. Đó là một chiếc nhẫn ngọc các bác nhá, một chiếc nhẫn ngọc bích. Bích ngọc ngọc bích. 6 ly. Lòng nhẫn là 20. 19 20. các bác nhé. Đều cực đẹp luôn các bác. Vàng 10K. Mix ngọc bích. Đây các bác ơi. Có chuyện 10K này. Ngọc bích tự nhiên, ngọc bích thiên nhiên các bác nhá. Đây các bác. Có mic vàng nha các bác này, có mic thêm cả kim tiền này các bác này, được chưa ạ? Em để các bác cùng chơi trước nhẫn này nhá. Thôi thì nó là nhẫn thần tài, nó là nhẫn lộc thì để các bác cũng là một con số là 19 đi. 1.900.000 nha các bác nhá. Trường cửu, sinh trường cửu, 1.900.000 đồng. Nhẫn phong thủy, đá ngọc bích, mic vàng 10K. Một triệu 900.000 đồng các bác ơi. Nó sai nhẫn đang là 19, 19,5. Đeo được hết các bác nhé. Thậm chí 20 cũng đeo được luôn. Một triệu 900.000 đồng. Lên cho em mã số nhẫn đá ngọc. Rồi tiếp tục các bác ơi. Đó, tiếp tục nha các bác nhé. Đó, hôm nay đồng hồ lên ít thì có thể tăng cường thêm một số kính, một số quân tư trang, quân trang sức. Để em lên các bác một sợi dây chuyền, sợi dây bạc nhé. Một sợi dây bạc có thiết kế kiểu truyền thống. Em quên em chưa cân chiếc này. Chưa cân sợi này, đâu đó chắc tầm cây. Cây hơn cây gì đó. Đó, thiết kế kiểu mắt xưa các bác nhá. Hay gọi là thiết kế kiểu truyền thống. Ok, để các bác sợi dây này 800.000 nhá. Để các bác sợi dây này 800.000. Đâu đó khoảng hơn cây đấy ạ. 800.000. Một sợi dây của Nam. Với thiết kế là thiết kế mắt truyền thống. Kiểu đánh truyền thống, các bác gọi là đánh truyền thống đấy ạ. Giá chỉ có 800.000 thôi. Lên cho em mã số dây bạc nha các bác nhá. Độ dài rất dài, trong đầu thoải mái luôn. Độ dài này chắc tầm 60 các bác ạ. Phải loanh quanh 56 đến 58 đến 60 trong khoảng đó. Chòm đầu thoải mái luôn. Chùm đầu thoải mái luôn các bác nhá. Đó. 800.000 đồng. Lên cho em mã số dây bạc. Mã số dây bạc 800.000 đồng. Mã số dây bạc 800.000 nha các bác nhá. Tiếp tục em đưa các bác một chiếc vòng tiếp theo này. Một chiếc vòng tay nhá. Đó, có nhẫn này, có vòng cổ này, có mặt dây chuyền, có thêm một chiếc vòng đeo tay nữa. Một chiếc vòng đeo tay được thiết kế 12 con giáp bằng chất liệu là trầm sánh. Nó trầm sánh chìm đấy các bác nhá. Trầm sánh chìm, thả nước chìm luôn các bác yên tâm. Nói chung là trầm thì có nhiều loại trầm, được chưa? Các bác cứ nghiên cứu nhá. Trầm nhựa trầm vẫn bảo hành các bác, nó sẽ là trầm. Bảo hành các bác sẽ là trầm sánh. Đây, không tránh được các cái vết đâu các bác ạ. Có thể là người trước thử lửa hay cũng có thể là vết của gỗ, được chưa ạ? Vân tự nhiên, không cái nào giống cái nào cả. Và đặc biệt hơn này các bác này, thiết kế 12 con giáp các bác nhá. Đâu nhỉ? Đây, để em tìm quả tí đâu à. Hợi này.
Đây là các bác. Đây tí đây. Đây tí đây các bác ạ. Tí, tí này, xỉu này, dần này, mão này, thìn này, tỵ này, ngọ này, mùi này, thân này, dậu này, ơ thì tuất này, ơ thì hợi này, được chưa ạ? Nói chung là một chiếc vòng 12 con giáp. Đục nhỏ thì cũng gọi là tượng trưng thôi các bác nhé. Nói chung là mình vẫn hình dung ra được là được rồi. Được chưa ạ? Bản này là bản 9 ly. Bản 9 ly nhá, dày 9 ly. To sẽ là 20.05. Được chưa ạ? Lên trên mã số vòng trầm nhá, 1.500.000 đồng. Mã số vòng trầm 1.500.000. Lâu lắm lại về các bác một chiếc vòng trầm 12 con giáp. Phiên trước có về nhiều bác quan tâm nhưng mà không có hàng. Ở phiên này về tiếp tục phục vụ các bác nhé. 1.500.000 đồng. Lên cho em về mã số vòng trầm hoặc vòng 12 con giáp được. Đây. Đó. Em đang làm một quả vòng trầm. Nói chung đeo trầm một cái gì rất là thanh tịnh, rất là nhẹ nhàng. Rồi. Kết thúc phiên vàng bạc châu báu đá quý kính mắt rồi, tiếp tục quay trở lại trước đồng hồ ngày hôm nay các bác nhá. Em lên các bác một mã số 34 trước đi. Mã số 34, một chiếc đồng hồ mang thương hiệu Senkoda các bác nhá. Chiếc này chạy bộ máy có tay các bác ạ, chạy máy có tay, thân vỏ bọc vàng. Và chiếc này còn đẹp đó, em lên em lọc lên cho các bác một chiếc đẹp nhất. Nó size ngang 34. Các bác nào chưa có chiếc đồng hồ này, chiếc đồng hồ Senkoda này thì các bác có thể tham khảo này, các bác có thể sưu tầm thêm này. Mã số 34 nhá. Một chiếc đồng hồ Senkoda các bác nhìn sổ đồ đẹp liền keng. Đó, đẹp tuyệt vời luôn. Để cho vào cái hộp này. Đây các bác ơi. Trời đất ơi. Nó lấp lánh. Nó là hàng cận lốt luôn. Hàng chưa qua sử dụng luôn các bác nhá. Một chiếc đồng hồ Senkoda đến từ Nga. Được chưa? Như thường lệ để các bác cùng chơi, chiếc này giá chỉ có 1.500.000 thôi. 1.500.000 nha các bác nhá. Sẽ ghép các bác một bộ dây, được chưa ạ? Có kèm dây đi kèm đi theo cho các bác. Về các bác sẵn đeo thôi. Được chưa ạ? 34 thân vỏ bọc vàng. Đáy thép inox, Nga chỉ có đáy thép mà thôi. Nga chỉ có đáy thép hoặc là đáy vàng thôi. Vàng vàng đúc ấy. Còn Nga không có bọc toàn thân các bác nhá. Để các bác lưu giúp em. Đây các bác này. Các bác để ý này, ở cái chỗ cậy mở này còn chưa một lần cậy mở cơ. Bởi vì sao? Các cái vết cậy mở này đa số sẽ bị vết, nếu mà mở rồi sẽ bị vết. Đó, được chưa ạ? Cho nên chiếc này có độ mới lên đến 98%. 2% coi như là thời gian đi. Chiếc này sản xuất là năm 8X rồi. Nó lên đến 40 năm rồi, không tránh được đâu các bác ạ. Mỗi tay này, tay em sờ tí này, tay người khác này sờ tí nữa này. Tự nhiên là nó phai dần là chuyện bình thường. 1.500.000 đồng lên cho em mã số 34. Chiếc đồng hồ Senkoda mới tinh. Được chưa ạ? Tiếp tục. Đây các bác một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ coi nhá. Đấy, chiếc đồng hồ Thụy Sĩ cũng rất rất mới rồi. Chạy của máy có tay này. Đó, chiếc này đâu đó là mang thương hiệu Louis Frey. Vỏ chiếc này mạ vàng thôi. Thế này vỏ mạ vàng thôi các bác nhá. Độ mới có dư thừa luôn. Đó, size 34. Dạ, size 34 nhá. Một chiếc đồng hồ đến từ Thụy Sĩ. Chắc là phiên bản kỷ niệm thôi, phiên bản phổ thông đại trà thôi. Thôi để các bác chiếc này là 800.000 nhá. Để các bác 800.000. Vỏ mạ, vỏ bọc thì lại hơn triệu. Được cái chiếc này mặt trắng số học trò đẹp. Rất là thư sinh, rất là công sở văn phòng, rất là nhẹ nhàng tình cảm. Mang yếu tố của một chiếc đồng hồ giản dị. Để các bác cùng chơi một, để các bác cùng chơi là 800.000 thôi. 800.000. Nên cho em mã số 35. Có kèm dây cho các bác nhé. Có kèm dây các bác yên tâm. Được chưa? Có kèm sẵn dây rồi. Mã số 35. 800.000. Mã số 36 tiếp theo các bạn. Em lên qua một chiếc đồng hồ mang mã số 36 nhá. Chiếc này là một chiếc đồng hồ tiểu Rolex các bạn.
Đó, xe bạn đang là 35,5 nha các bác nhá. Một chiếc đồng hồ như kiểu form đúng tiểu Rolex luôn. Đây lộ cơ, lộ máy, độ đáy đây. Mizuta này, chiếc này chạy chính hãng của Nhật này. Chính hãng của Nhật các bác nhá. Đây còn hiển thị auto, hiển thị quả quả 21 chân kính này. Họ phơi bày quả ruby này. Đó, đờ mi. À không, full thép chứ. Full thép các bác nhá. Thôi để các bác cùng chơi chiếc này là 1.200.000 nhá. 1.200.000 chính hãng các bác ạ. Đó, chính hãng các bác ạ. MUSK này. On E-Lock này. Để các bác cùng chơi 1.200.000 lên trên mã số 46 nhá. Hôm nay sale sập sàn luôn. Chính hãng mà chỉ có 1.200.000 thôi. Zin 100%. Để các bác mua về đeo chơi chơi. Đó này. Đó các bác ơi. Mua về đeo chơi chơi như kiểu Rolex này. Rất là đẹp luôn. Hay và đẹp. Mã số 36 nha các bác nhá. Size 35,5. Đó, để các bác giá chỉ có 1.200.000 thôi. Tiếp tục, em đem chiếc mã số 10. Mã số 10 các bác ơi. Một chiếc đồng hồ mang thương hiệu Zado. Zado nhưng mà là Zado độc này các bác này. Zado dị, Zado lạ này. Độc, dị, lạ. Đó. Size mặt đang là 38 các bác nhá. 38 tính đỉnh đấy ạ. Đó, 36 chưa tính đỉnh này. Lúm góc 4 giờ. Zado 3 kim 2 ô cửa lịch. Lại làm chiếc đồng Zado zin toàn tập. 3 cá này. Zado Conway, đó 73. Không biết phải 73 chân kính không. Chắc không phải đâu, 73 chắc kỷ niệm thôi. Bởi vì Zado không có 73 chân kính, chỉ có 93 chân kính thôi. Mà 93 thì lại siêu hiếm. Tôi cứ mở máy cho các bác cùng xem cho chắc. Cũng như là để các bác cùng xem những cỗ máy đẹp hay xấu để các bác có thể chốt. Trời ơi máy này. Trời đất ơi, cỗ máy vàng 25 chân kính các bác ạ. 2789 này, chuẩn máy Zado siêu xịn sò, chất lượng đẹp căng. Có hỗ trợ cót tay này. Chạy luôn này. Đó, để các bác cùng chơi là 2.200.000 nhá. Để các bác 2.200.000. Zado 3 cá đẹp lắm các bác ạ. Mới tinh. Bị mỗi xước quả khóa dây này thôi. Còn tổng thể vỏ này, mặt kính này, mặt mũi này, dây riết còn đẹp. Mỗi bị một cái khóa xước. Đó, để bác 2.200.000 nhá. Các bác quan tâm lên cho em mã số 10. 2.200.000 đồng. Mã số 10, 2.200.000. Zado form độc dị lạ. Tiếp tục anh em chiếc mã số 25. Một chiếc đồng hồ mang thương hiệu Technos tiếp theo. Chiếc này thì zin toàn tập các bác ạ. Em lên một chiếc đồng hồ Zado zin toàn tập các bác nhá, zin toàn bộ luôn. Mã số 25. À, một chiếc đồng hồ Technos chứ, sorry các bác. Technos, zin toàn bộ luôn. Chạy bộ máy cơ auto, lúm zin này, dây khóa zin này, em tạm thời bỏ ra đây để cho dễ làm việc nhá, để cho dễ mở máy cho các bác này. Đấy này. Trời đất ơi, lại một cỗ máy đẹp lên keng, mới tinh tình chính tinh, mới tinh tươm, mới thôi rồi luôn riêng cái máy này. Technos này. Được chưa? Đó, các bác xem kỹ càng hơn thì em sẽ gửi ảnh cho các bác cùng xem nhá. Form and form trứng các bác nhá, form trứng. Một chiếc đồng hồ Technos trước này đều trước này có nghĩa là bền lắm các bác ạ. Nó form trứng xe ngang là 33 đi. Form dọc này 340 cơ. 33 40. Hơn 40 các bác. 43.
3443 này các bác này. Full thép luôn, em để các bác chiếc này giá chỉ có 2 triệu thôi. Để các bác 2 triệu nhá. Các bác thích những chiếc đồng hồ form trứng, thích những chiếc đồng hồ bền nồi đồng cối đá, những cỗ máy của Technop này bền lắm các bác. Mặt thì có màu ánh tím các bác này, xanh ánh tím nhá các bác nhá. Ba kim một ô click. Đó, zin toàn bộ 100%. Để các bác cùng chơi chỉ có 2 triệu thôi. 2 triệu thôi. Đấy, trong khoảng tầm giá 2 triệu 2 và 2 triệu để các bác có thể lựa chọn tùy các bác nhá. 2 triệu thôi. Đó, chiếc này phiên trước em có lên đâu đó 2 triệu rưỡi đấy các bác ạ. Hôm nay bán hòa được thua cho các bác cùng chơi. Lỗ cái công, lỗ cái vận chuyển các kiểu các thể loại luôn. Được chưa? Mã số 25 để các bác cùng chơi. 2 triệu. Tiếp tục mã số 37 các bác ơi. Mã số 37 nhá. Hôm nay lên một chiếc đồng hồ mang thương hiệu Zotari, chạy máy có tay kim rốn các bác này. Zotari 7. Thân vỏ bọc vàng, đáy thép inox. Đó, xà 34, xấp xỉ 34. Bọc vàng còn đẹp luôn. Được cái em kết chiếc này kim rốn quá kết luôn. Các bác là thích kim rốn như em thì các bác có thể yêu thương chiếc này. Yêu thương chiếc này hộ em. Nhà em nhiều quá tự nhiên là không quan tâm đến em nó được. Đó, size 34. Thân vỏ bọc vàng, có tay kim rốn. Mã số 37 nha các bác nhá. Rồi để các bác chiếc này là 1.400.000. 1.400.000 đồng. Mã số 37 nhá. 1.400.000 đồng. Zotari có tay kim rốn. Nó thân vỏ bọc vàng. Size hợp lý. Đáy inox. Được chưa? Mã số 37. Tiếp tục em chiếc mã số 38 các bác ơi. Một mẫu đồng hồ mang thương hiệu Fossil đến từ Mỹ các bác nhá. Một chiếc đồng hồ của Mỹ. Chiếc này có cả cơ cả pin, có tự động luôn, nắp. Cả cơ cả pin các bác nhá. Cọc số đính đá các thể loại đá luôn. Đây các bác này. Cái phần tóc đang chạy để chạy cho kim nhỏ này nhá. Đó, còn phần pin sẽ chạy cho đồng hồ to. Đó, chiếc này size mặt đang là size 35. Vỏ chiếc này mạ vàng hàng đầy mới. Đáy inox này. Dây khóa không zin. Rồi em để các bác cùng chơi chiếc đồng hồ này nhá. Chiếc đồng hồ này bên em đang giao lưu để các bác 1 triệu thôi, để có 1 triệu thôi, bán lỗ cho các bác luôn 1 triệu. Nếu các bác quan tâm, chiếc đồng hồ này có thể là của nữ cũng có thể của nam nha các bác nhá. Các bác nam nào mà thích hơi màu mè chút xíu, các bác có thể chốt chiếc này. Còn không, các bác có thể chốt để tặng các bác gái, chiếc này vẫn là ok. Cả cơ cả pin, có tí chạy đây rất là năng động năng lượng luôn. Mặt thì mặt sạc cơ, mặt trắng đính đá, vỏ thì vỏ mạ vàng zin nguyên bản. Với thương hiệu của Mỹ xịn sò chất lượng luôn. Dây khóa không zin, có thích dây khác tay dây khác các bác nhá. 1 triệu thôi, lên cho em mã số 38. Mã số 38 1 triệu nha các bác nhá. Nam nữ đều ok. Bởi vì em nói là size 35 mà các bác. 1 triệu lên trên mã số 38. Tiếp tục mã số 66 các bác ạ. Em là một chiếc đồng hồ mang thương hiệu Rammer, có tay 2 kim. Thân vỏ bọc vàng, thiết kế dây lụa như là lụa vàng luôn. Đây các bác ơi. Đó. Được chưa? Một chiếc đồng hồ Rammer đến từ Thụy Sĩ với thương hiệu rất chi là mạnh. Mạnh theo những năm thập niên 60. Em thấy cái thị trường Rammer cũng rất là nổi tiếng các bạn. Size mặt đang là 22 này. Với bản này là bản 22 các bác nhá. Vỏ thép. Đây, tỷ lệ bọc vàng này. Có độ mòn vàng các bác nhìn thấy hẳn một lớp vàng bên trên luôn. Rammer Thụy Sĩ có tay. Ở trước này thì bị mòn bên trong rồi. Để các bác cùng chơi chiếc này là 1.600.000 nhé.
1.600.000. Mã số 66, 1.600.000, mã số 66. Mã số 66. Do mơ mặt kẻ sọc mỡ gà. Tiếp tục em làm chiếc mã số 39 các bác nhá. Mã số 39 là một chiếc đồng hồ Bulova chạy máy cơ ô tô các bác này. Thân vỏ bọc vàng tiếp theo, size mặt đang là 34. Size 34. Xe mặt đang là 34, thân vỏ bọc vàng các bác nhá, mặt kẻ sọc auto 30G. Với thương hiệu Bulova 1966 các bác này. Các bác là sinh năm 66 chốt em này. Giá yêu thương luôn này. 2.500.000 các bác nhá. 2.500.000 giá yêu thương. Thân vỏ bọc vàng. Size 34 quá hợp lý rồi. Mặt phân kẻ sọc. Đẹp tuyệt vời luôn, có ghép các bác bộ dây cá sấu nữa, ghép các bộ dây đá điểu rất là đẹp luôn. Vỏ bọc vàng còn chưa dấu hiệu mòn hay bong chóc gì đâu. Được chưa ạ? Chưa mòn, chưa bong chóc. Đây có tỷ lệ au đây. Một số 40mg các bác. Trời đất ơi, nó bọc dày thế nhỉ. Lần đầu tiên thấy quả Bulova 40G. Đó, lên cho em mã số 39 nha các bác nhá. 2.500.000. Và các bác quan tâm, lên cho em mã số Bulova, mã số 39. Lên cho em mã số 39 các bác nhé. Mã số 39. 2.500.000 đồng. Mặt lại làm trước đầu mặt vân kẻ sọc tiếp theo. Đó. 2.500.000. Tiếp tục em đưa các bác một chiếc đồng hồ tiếp theo này. Một mẫu đồng hồ mang thương hiệu Sterling. Sterling Original. Chạy bộ máy cơ auto hàng chính hãng các bác nhé. Đó, được sử dụng cỗ máy auto của Nhật này. À, chính hãng sau này lắp máy của Nhật hết các bác ạ. Các bác cứ tham khảo các bác sẽ biết. Chiếc này size mặt đang là 30, size mặt đang là 42 các bác nhé. Bác là tay to chơi em này được. Đây lúa mới thiết kế trên đỉnh đầu các bác này. Đó các bác ơi. Bởi vì nó là size to cho nên họ thiết kế lúa phía trên cũng là đúng thôi. Thiết kế skeleton, lộ cơ lộ máy các bác nhá, lộ cơ lộ máy này. Kim xanh này. Đó, em để các bác cùng chơi chiếc đồng hồ này nhá. 1.800.000. Đó, 1.800.000 các bác ạ. 1.800.000 nha các bác nhá. Sterling Automatic. Kính bị vết xước nhẹ đây. Không ảnh hưởng đến tầm nhìn của em nó luôn. Được chưa? Các bác thích các bác đi đánh kính là ok thôi. Dây không zin nhưng mà khóa nguyên zin các bác nhé. Khóa zin. 1.800.000. Lên cho em mã số 4, mã số 60. Cũng như là mã số cuối phiên ngày hôm nay. Đó, xin dừng bước tại đây. Thì các bác quan tâm thì kết bạn Zalo các bác nhé. 0927 292 292. Được chưa ạ? Một mẫu đồng hồ Sterling đẹp tuyệt vời. Năng động trẻ trung, thiết kế lộ cơ lộ máy. Automatic. Được chưa ạ? Hàng chính hãng luôn. Giá tại hãng rất rất đắt các bác, cứ check thoải mái các bác nhé. Bây giờ xin phép là dừng video tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các bác với video tiếp theo của bên em nhé. Xin phép xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.